Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Huyền và món ăn gia đình Việt Nam. Hôm nay Huyền có đi ăn phở Hà Nội, mọi người hãy cùng đi ăn với Huyền nha. Quán phở này ở khu vực đằng sau V-Ship đó mọi người. Đầu tiên chúng ta sẽ thử nước dùng trước nha. Nước dùng rất là thanh, ngọt, chút xương đó mọi người. Để cho gia vị vô nha. Đầu tiên chúng ta cho từng ớt. Huyền không biết ăn ớt nhưng mà Huyền rất thích bún đậu. Bỏ xíu ớt vô. Tiếp theo đó Huyền cho giấm tỏi nha mọi người. Ăn phở Hà Nội á, là Huyền rất thích ăn giấm, chứ Huyền không muốn ăn chanh. Tại cái vị chanh á, khi mà bỏ vô phở nó chua dữ lắm. Rồi, mình cho xíu gia tế mọi người, cho nó cay cay ngon ngon. Mời cô chú anh chị ạ. Cái bánh phở ở đây thì rất là mềm, nước dùng thì thanh lắm mọi người. Gà thì dai dai sụt sụt. Nước dùng đậm đà lắm mọi người. Tiếp theo đó là tới bò viên. Mình mời mọi người nha. Bò viên ở đây thì hơi dai dai. Nước dùng rất là thanh đạm. Bò viên ở đây thì nói chung là cũng không có gì gọi là nổi bật lắm so với những các quán khác. Như nước dùng ở đây á, phải công nhận là nước dùng ở đây rất là ngọt xương, họ hầm rất là kỹ, nước dùng thì rất là trong. Rồi, mọi người thấy không? Cô chú anh chị có thấy không ạ? Nước dùng rất là trong nha mọi người. Rồi, mình sẽ ăn tới bánh quẩy. Bánh quẩy ở quán này nè mọi người rất là giòn. Cái này tình trạng khúc dầu của họ rất là hay, không còn á hả, dầu nhiều đâu mọi người. Như nhiều chỗ khác á là dầu còn sủng ở trong bánh, nhưng mà ở đây họ dầu dường như là hết luôn. Bánh quẩy giòn giòn ăn kích lắm mọi người. Hôm nay Huyền đi ăn ở ngoài về khu vực này ngay á hả, cái đường lộ nên là tiếng xe qua lại hơi lớn, mọi người thông cảm cho Huyền nha. Nè, bánh phở ở đây mọi người thấy không? Nè, từng sợi bánh phở họ làm rất là mềm, mềm sụng luôn á mọi người. Ngon lắm mọi người. Thôi, đây là miếng gân nè.
Ở đây topping họ cho cũng nhiều lắm mọi người. Thì mời cô chú anh chị ạ. Gân ở đây thì họ làm rất là mềm, cái độ hầm của họ vừa tới là hả mềm, cũng không thuộc dạng là mềm quá đâu, nó hơi mềm sừng sực, còn cái vị hơi hơi dai một chút xíu. Nào mọi người thấy không? Mình cầm lên cho mọi người thấy nè. Đó. Đó. Nó mềm lắm, nó tơi ra nên là ăn rất là ngon. Cái vị khi mà mình hả cắn vào á, cái vị nó dai sừng sực nhẹ nhẹ. Cái gân thì hả nó cũng hơi mềm 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 vậy đó mọi người, chứ mà không được không không có bị như nhiều quán là mềm nhũn ra là cái vị nó không còn ngon nữa. Nước dùng cuốn đó mọi người. Bò tái bằm ở đây á thì họ bằm á vẫn còn dính dính nè, mọi người thấy được không ạ? À, còn dính dính nè. Họ không có bằm nhuyễn ra. Bởi vì ăn á vẫn còn cái vị á hở cảm giác của miếng thịt đó mọi người. Thì ăn cay dở quá. Ăn mới xíu là khóc rồi. Topping ở đây nhiều, ăn ngập mồm đúng không mọi người? Gia vị dường như thấm vào từng sợi phở, nó thấm vào từng miếng thịt, từng xớ thịt nhỏ 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 nhỏ, ăn vị rất là thích nhất mọi người ạ. Những ai mà ở khu vực Cần Thị Xíp á có thể ghé qua đây ăn được. Quán này là phở thìn gốc Hà Nội luôn mọi người. Hôm nay nhớ Hà Nội quá mọi người ơi. Không biết làm sao nữa. Mà giờ về thì muốn đi ra đó nhưng mà giờ chưa có tiền. Nên là thôi, ăn món Hà Nội đỡ nhớ. Những người con đó hả, xa quê như nhớ hương vị của quê hương mình lắm. Đó là đi từ đây đi ra ngoài đó có 2 tiếng đồng hồ máy bay thôi mà còn không ra được nữa. Nên nhiều anh chị cô chú mình ở nước ngoài thì hãy nhớ hả hương vị của Việt Nam mình nhiều hơn nữa. Ăn phở
mà mồ hôi thì chảy nhễ nhại luôn á mọi người. Vậy mới là chuẩn một quán ngon. Bánh quẩy mình nhúng vô nước phở ăn đậm đà lắm mọi người. Bánh quẩy thì giòn giòn nhúng vào nước phở cái vị thanh thanh ngọt ngọt đậm đà, ăn cực kích thích mọi người ơi. Quẩy giòn mọi người nghe không, ngọt khấu luôn. Nãy Huyền có cho một vài miếng tỏi nè, ăn nó có cái hả vị bánh bánh phở thì mềm mà hả mình cắn chúng một vài miếng tỏi nó giòn sực 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 ngon luôn. Ở khu vực này ăn ngon nhưng cũng có cảnh view rất là đẹp. Ăn ngon miệng mà cũng ngon cả mắt nữa mọi người. Ngon quá mọi người. Mình ăn phở xong rồi giờ mình ăn cái trứng nha mọi người. Nước trứng ở đây rất là ngọt luôn, đậm đà mọi người. Cùng với trứng mềm mềm khi mình cắn ra thì trứng nó tan chảy ra trong miệng của mình, cái vị béo béo ngậy luôn của trứng gà ta rất là ngon mọi người ơi. Ăn sáng của Huyền hôm nay tới đây cũng là kết thúc rồi. Nếu mọi người có yêu thương Huyền, mọi người cho Huyền xin một nút đăng ký, một nút like và một nút chia sẻ. Huyền xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người vào video ngày mai. Xin chào tạm biệt.